Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời quý vị tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hồ Yêu Loạn Thế của tác giả Khát Chí. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ nhấp like, chia sẻ video và đừng quên comment những nhận xét của quý vị sau mỗi video. Đặc biệt, hãy donate cho kênh để kênh có thêm kinh phí xây dựng, duy trì và để Khánh Duy có thêm động lực ra được nhiều video hơn gửi tới quý vị. Và không để mất thời gian của quý vị, chúng ta tiếp tục vào câu chuyện của ngày hôm nay, Hồ Yêu Loạn Thế. Mời quý vị lắng nghe. Duyệt. Một chút không cẩn thận, một xoa của mặt ngựa đánh úp tới, độc ác đâm vào cánh tay phải của Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ đột nhiên lùi về phía sau, thuận tay vẫy ra một đao, đem tam xoa của mặt ngựa chặt đứt. Chỉ có điều, chiếu theo tình hình đánh đấu vừa rồi, xem ra phá hư vũ khí của bọn chúng căn bản là không có tác dụng gì lớn. Quả nhiên, tam xoa vừa mới bị Phương Tử Vũ chém đứt, ngay lập tức lại dài ra như cũ. Cùng lúc này, công kích của đầu trâu cũng đã đánh tới, một xoa nện xuống đầu Phương Tử Vũ, nhưng xuyên qua thân thể của nó, trực tiếp nện xuống mặt đất. Đầu trâu khẽ ồ một tiếng kinh ngạc, Phương Tử Vũ trước mắt thông thả biến mất. Đúng lúc này, Phương Tử Vũ xuất hiện ở sau lưng đầu trâu, một đao bổ xuống. Đầu trâu hoảng hốt, nhưng né tránh đã không kịp nữa, mặt ngựa cũng kinh hãi bất chấp tất cả, đâm một xoa về phía nó. Lúc này đã hình thành một thế cục hình tam giác, đầu trâu ở phía trước né tránh không thoát công kích của Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ ở sau lưng đầu trâu, trường đao sắp chém xuống người đầu trâu, còn mặt ngựa thì ở bên cạnh Phương Tử Vũ, vây triệu cứu ngụy, tam xoa trong tay thẳng tắp đâm về phía nó. Nếu Phương Tử Vũ tiếp tục đánh xuống, đầu trâu tuyệt đối sẽ bị nó chém thành hai nửa, đồng thời nó cũng tuyệt đối né không thoát một xoa kia của mặt ngựa. Nhưng nếu nó né tránh hoặc ngăn đón một xoa của mặt ngựa, cái cục thế không dễ dàng hình thành được này lập tức sẽ bị tan vỡ. Một loạt ý nghĩ như tia lửa điện chợt lóe lên rồi biến mất trong đầu Phương Tử Vũ. Suy trước tính sau, nó dứt khoát không né tránh, chỉ vung tay trái lên đỡ đòn tam xoa của mặt ngựa, còn trường đao trong tay phải thế đi không đổi, cứ thế chém xuống. Không có bất kỳ một thanh âm nào, cũng không có tràng diện kinh tâm động phách. Đầu trâu thần khắc khó tin, thân thể phân thành trên dưới hai nửa, chậm rãi đổ xuống, mà cánh tay trái của Phương Tử Vũ thì rắc một tiếng bị mặt ngựa đâm gãy. Tam xoa thế đi không giảm, tiếp tục đâm vào ngực nó. Lão Ngưu! Mặt ngựa đột nhiên buông tha, không tiếp tục công kích nữa, vội vàng chạy đến bên người đầu trâu, đem đầu của nó nâng lên. Thân thể của đầu trâu bắt đầu từ phần hông phân thành nửa thân trên và nửa thân dưới. Chỗ bị chém trên hai nửa thân thể đều ồ ạt tuôn ra một cỗ khí đen tựa như sương mù. Bây giờ nửa thân trên của nó gối trên đùi của mặt ngựa, còn có thể lộ ra nụ cười khổ. Hình ảnh quả thật là vô cùng quái dị. Đầu trâu ho khan hai tiếng, cười khổ nói: "Tiểu tử này thật sự là liều mạng." Mặt ngựa ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ đang nhanh chóng băng bó lại cánh tay trái, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi chảy ra ròng ròng, chỉ là nó cắn chặt hàm răng không rên một tiếng. Lúc này xương tay trái của Phương Tử Vũ đã đứt, còn tay phải cũng đã bị thương, có thể nói sức chiến đấu đã giảm sút rất lớn so với trước đây. Bây giờ nó đang tự hỏi còn lại một tên mặt ngựa này phải giải quyết như thế nào đây. Cả ba kẻ lúc này lòng mang tâm sự đều không phát hiện ra, mặc kệ là tay trái hay tay phải của Phương Tử Vũ, phàm là máu từ trên người nó chảy xuống dính lên trên thân tường đao trong tay lập tức đều biến mất không thấy, dường như thanh đao này đang uống máu vậy. Mặt ngựa vung tay nắm vào hư không, nửa thân thể dưới của đầu trâu nằm cách đó không xa bị một đôi bàn tay vô hình túm lấy, tự động di chuyển lại cùng với nửa trên gắn lại cùng một chỗ. Mặt ngựa lại vuốt nhẹ nhẹ trên mặt vết cắt, khi bàn tay của nó lướt qua, vết thương không ngờ lại khép kín lại giống như chưa từng bị thương. Phương Tử Vũ trợn mắt đứng nhìn mặt ngựa chữa thương cho đầu trâu. Thật không nghĩ đến bọn chúng lại có thân thể đánh không chết như vậy. Vậy nói lên điều gì đây? Nó cay đắng khổ sở dùng một cánh tay làm đại giới đổi lại một cái cục diện cứ như vậy bị phá vỡ. Lúc này Phương Tử Vũ rất muốn lập tức xông lên ngăn cản, nhưng thân thể đau đớn nói cho nó biết điều này là không thể. Tay trái đã hoàn toàn bỏ đi, dẫn đến năng lực của nó cũng giảm đi một khoảng lớn. Bây giờ chỉ cần mặt ngựa một lần nữa ra tay, liền có thể lấy đi cái mạng nhỏ của nó.
Suy trước tính sau, Phương Tử Vũ cắn răng xoay người từng bước tập tễnh đi về phía Diêm La Điện. Nhìn thấy Phương Tử Vũ đi vào Diêm La Điện, mặt ngựa khẩn trương nhưng tay lại không dám chậm lại, cuối cùng thở dài một hơi, vẫn là tĩnh hạ tâm thần trị thương cho đầu trâu trước. Lão Mã, tiểu tử đó đi vào rồi ư? Mặt ngựa ân trầm nặng nề ư một tiếng. Đầu trâu lắc đầu khẽ thở dài nói: đáng tiếc, tuổi còn trẻ, tu vi cũng rất cao, đáng tiếc, đáng tiếc. Đầu trâu đáng tiếc điều gì? Là đáng tiếc cho vận mệnh sau này của Phương Tử Vũ hay sao? Là đáng tiếc cho Phương Tử Vũ không còn mệnh trở lại nhân gian hay sao? Hay là đáng tiếc nó xông vào địa phủ sẽ mang đến trừng phạt cho tương lai đây? Đối với lời nói của đầu trâu, mặt ngựa một câu cũng không nói, chỉ lộ ra một khuôn mặt ngựa âm trầm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thông đạo tối đen dẫn đến Diêm La Điện, thần sắc biến hóa không ngừng. Phương Tử Vũ vội vàng băng bó lại cánh tay gãy, một mực đi về phía trước. Trên đường đi gặp được rất nhiều tiểu quỷ và quỷ hồn, nhưng không một kẻ nào tới ngăn cản nó. Chỉ có điều ánh mắt của tất cả bọn chúng đều mang theo một vẻ cổ quái khi nhìn nó. Đó là loại ánh mắt nhìn người chết, phảng phất như đó đã là một người chết. Kẻ nào dưới công đường dám cả gan xông vào Diêm La Điện? Một giọng nói không âm không dương khiến cho Phương Tử Vũ đang mơ mơ màng màng đầu óc rung lên. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một kẻ trên người mặc một thân quần áo bằng vải bố đen, đầu đội một chiếc mũ quan hình dạng cổ quái. Tay trái giữ một cuốn sổ, tay phải cầm một cây bút lông đang đứng ở phía trước cách nó không xa, mà xung quanh nó không biết từ lúc nào đã bị một đám tiểu quỷ vây quanh. Kẻ tay trái cầm sổ đó thấy Phương Tử Vũ không trả lời hắn, lại lấy giọng không âm không dương nói: ta chính là phán quan, quan xử án dưới trướng chuyển luân vương trong thập diện Diêm Vương. Ngươi là kẻ nào dám xông vào âm tào địa phủ của ta? Phương Tử Vũ lúc này mới phát hiện ra, nguyên lai ở sau lưng vị phán quan này còn có một cái bàn cực lớn. Bởi vì cái bàn đó thực sự là quá lớn, nó mới đầu không chú ý còn tưởng rằng đó là một mặt tường. Phía trên cái bàn đó đang ngồi một người dáng vẻ vạm vỡ, làn da ngăm đen, gò thái dương nhô cao. Người này thần sắc trang nghiêm, không mừng không giận, đang lẳng lặng nhìn nó. Không biết vì sao, khi Phương Tử Vũ nhìn vào đôi mắt đen tỏa sáng kia, lập tức không kìm lòng được mà sinh ra một loại xúc động muốn quỳ xuống cúng bái. Người này hóa ra chính là chuyển luân vương trong thập điện Diêm La trong truyền thuyết. Nên biết rằng nơi âm phủ này Diêm Vương tổng cộng có 10 người, cho nên còn gọi là thập điện Diêm La. 10 vị Diêm Vương này phân biệt thay nhau lên công đường xử án, quản lý công việc. Nói một cách khác, một âm phủ lớn như vậy mỗi ngày dương gian chết rất nhiều người, còn có những người vừa mới được sinh ra đều là từ âm phủ đầu thai. Một Diêm Vương làm sao có thể quản lý hết được đây? Chỉ có điều con người trên dương gian không hiểu được công việc nơi âm phủ, đại đa số cho rằng âm phủ chỉ có một Diêm Vương là lão đại, kỳ thực là một sai lầm. 10 vị âm đế này thay phiên nhau cai quản xử lý công việc, cũng giống với việc thay phiên nhau làm hoàng đế vậy. Luân lưu quản 199 năm, thời gian đến liền đổi người quản lý kế tiếp. Mà ở dưới Diêm Vương còn có phán quan, được xem là trợ lý của Diêm Vương. Chỉ có điều phán quan này cũng không phải chỉ có một người, mà là có 4 người, phân biệt là trưởng thiện ti, phạt ác ti, tra sát ti, thôi phán quan. Đó chính là tứ đại phán quan trong âm phủ. Về phần đầu trâu mặt ngựa bên dưới được gọi là âm xuất của âm phủ, xem như là thống lĩnh quỷ binh quỷ tướng của âm phủ, mà cùng với truyền thuyết trên dương gian là hoàn toàn khác nhau. Đầu trâu mặt ngựa này cũng chỉ là hai cái trong âm xuất mà thôi. Âm xuất của âm phủ tổng cộng có 10 vị, phân biệt là Nhật Du, Dạ Du, Hoàng Phong, Báo Vĩ, Điều Trủy, Ngư Tai, Vô Thường, Ngưu Đầu, Mã Diện, Quỷ Vương. 10 vị âm xuất của âm phủ này vị nào cũng có sở trường riêng, đảm nhiệm chức trách công việc khác nhau. Đầu trâu mặt ngựa cũng chỉ là hai trong số 10 vị đó mà thôi. Chỉ có điều đầu trâu mặt ngựa bình thường vẫn đứng ở bên cạnh Diêm Vương, cho nên tên tuổi mới lớn hơn một chút mà thôi. Còn về Hắc Bạch Vô Thường cũng bị dương gian hiểu lầm. Hắc Bạch Vô Thường cũng không phải là chuyên môn đi câu hồn. Công việc câu hồn đều có một đám câu hồn tiểu quỷ đi làm. Nếu không, nhân gian mỗi nơi, mỗi thì, mỗi khắc đều có rất nhiều người chết, chỉ bằng Hắc Bạch Vô Thường hai người làm sao có thể đi hết được.
chức vụ của bọn họ kỳ thực là thống lĩnh bọn tiểu quỷ câu hồn này, chỉ là thế nhân không hiểu nên đã bị biến tướng hiểu lầm mà thôi. Ngươi là ai? Giọng nói không âm không dương của phán quan một lần nữa lại vang lên. Phương Tử Vũ thản nhiên nói. Phương Tử Vũ. Chuyển Luân Vương ánh mắt hờ hững nhìn phán quan. Phán quan gật đầu, vội vàng lật xem cuốn sổ trong tay. Qua một hồi lâu mới hướng Chuyển Luân Vương cung kính nói. Bẩm Diêm Vương, tư liệu về người này đã tìm được. Đọc. Một chữ vô cùng đơn giản nhưng mơ hồ lộ ra uy nghiêm vô thượng. Đây là Chuyển Luân Vương trong thập điện Diêm La trong truyền thuyết hay sao? Quả thực là khiến cho người ta có một loại cảm giác không giận mà oai. Ngừng lại một chút, phán quan nhìn vào cuốn sổ đọc lên. Phương Tử Vũ, nam, Dương Thọ vốn là 23, báo thù mà uổng mạng. Bởi vì thời kỳ niên thiếu khám phá thiên đạo, mệnh số đã cải, đắc đạo tu chân, mệnh số vẫn chưa biết. Cha là Phương Hạo Nhiên, mẹ... Phán quan sửng sốt một hồi, lén lén liếc nhìn Phương Tử Vũ một cái, mới tiếp tục đọc. Mẹ, công chúa Cửu Vĩ Hồ, nhất tộc Băng Thiến. Ồ... Chuyển Luân Vương nổi lên hứng thú, nhìn Phương Tử Vũ hỏi. Ngươi là kết hợp giữa người và yêu sao? Phương Tử Vũ ôm chặt lấy cánh tay, ánh mắt không tình cảm, rắn chặt trên người Chuyển Luân Vương. Đúng lúc này, bên ngoài một trận ồn ào, đầu trâu và mặt ngựa vội vội vàng vàng chạy vào. Nhìn thấy Phương Tử Vũ đang đứng trước bàn Chuyển Luân Vương, hai tên hoảng sợ vội vàng quỳ xuống nói. Tiểu thần vô dụng, tiểu thần vô dụng. Chuyển Luân Vương khẽ hừ một tiếng, đầu trâu và mặt ngựa lập tức sợ hãi, đổ một thân mồ hôi lạnh. Chuyển Luân Vương không tiếp tục để ý đến đầu trâu và mặt ngựa đang quỳ trên mặt đất. Ánh mắt hứng thú vẫn như cũ đánh giá trên dưới toàn thân Phương Tử Vũ, thanh âm âm trầm nói. Kết hợp giữa người và yêu, quả thật là thiên cổ kỳ văn. Điều này cũng khó trách Chuyển Luân Vương có thể sinh ra hứng thú đối với Phương Tử Vũ. Phải biết rằng từ xưa đến nay chuyện người và yêu giao phối nhiều không đếm xuể. Nhưng người và yêu trời sinh cấu tạo bên trong khác nhau, cho nên từ khi trời đất hình thành từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện thế hệ sau sinh bởi người và yêu. Mà Phương Tử Vũ lại là kẻ thứ nhất trong lịch sử là hậu đại do người và yêu kết hợp sinh ra. Chuyển Luân Vương trong mắt chợt lóe sáng. Phương Tử Vũ tức thì toàn thân khẽ run lên. Nó đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, dường như cái nhìn mới vừa rồi của Chuyển Luân Vương đã đem nó trong ngoài nhìn thông suốt. Chuyển Luân Vương gật đầu, tựa như tự nói với bản thân mình. Chẳng trách được, tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi như vậy, hóa ra là có thể đem yêu pháp đạo pháp kết hợp tu luyện. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Chuyển Luân Vương liên tục lắc đầu nhưng không nói đáng tiếc điều gì. Ngừng lại một lát, ánh mắt của ông ta lại rơi xuống thanh trường đao trong tay Phương Tử Vũ. Khẽ nhíu mày, lộ ra một bộ dáng suy tư. Một lát sau, Chuyển Luân Vương dường như nhớ ra điều gì đó, hít sâu vào một hơi, một lần nữa cẩn thận quan sát thanh trường đao, thần sắc biến ảo không ngừng. Đại điện thực yên tĩnh, không một ai dám lên tiếng quấy nhiễu. Đám tiểu quỷ đốc thúc nhóm quỷ hồn đến xét xử yên lặng xếp thành hàng đứng ở bên ngoài chờ đợi. Phán quan cũng không nói gì, đầu trâu mặt ngựa vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, càng không dám mở miệng. Phương Tử Vũ vẫn một bộ dạng lạnh như băng, lạnh lùng nhìn Chuyển Luân Vương, nhưng trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Lão Chuyển Luân Vương này tại sao cứ một mực nhìn chằm chằm vào thanh trường đao trong tay của nó? Qua một hồi lâu, ánh mắt của Chuyển Luân Vương bắt đầu chuyển vị trí, thuận theo trường đao một đường đi lên dừng lại trên thân người của Phương Tử Vũ. Trong lúc vô ý lướt qua thiên địa càn khôn giới đang đeo ở trên tay nó, Chuyển Luân Vương sửng sốt một chút, rốt cuộc sắc mặt đại biến. Mãi một lúc sau, Chuyển Luân Vương mới thở dài một tiếng rồi hỏi. Phương Tử Vũ, ngươi xông vào âm tào địa phủ là vì chuyện gì? Tìm ngươi. Ngươi nào? Từ Ngạo Thiên. Ánh mắt của Chuyển Luân Vương nhìn về phía phán quan. Phán quan vội vàng lật xem cuốn sổ trong tay, một lát sau mới cung kính nói.
Khải bẩm Diêm Vương, Từ Ngạo Thiên Nam đã chết, chết oan. Chỉ có điều hắn chính là kẻ vừa mới được dùng băng tinh ngọc phách. Chuyển Luân Vương gật đầu. Hóa ra là kẻ đó, không sai. Kẻ này đích xác đã tới đây. Nó vốn phải tiến nhập luân hồi trọng tân chuyển thế, nhưng nhục thân đã bị người ta dùng băng tinh ngọc phách trấn trụ, hồn phách không cách nào luân hồi, cho nên ta để cho nó trước hết ở trong quỷ vực tạm thời một thời gian, đợi sau khi thời gian hiệu lực của băng tinh ngọc phách mất đi thì tiếp tục luân hồi. Chuyển Luân Vương cười khổ tiếp tục nói, chỉ có điều băng tinh ngọc phách là tuyệt phẩm đan dược được nhân gian tu chân giới tinh luyện thành, hơn nữa là một vật có một không hai, dược diệu của nó khi nào thì biến mất, cái này ta cũng không biết được, có lẽ là mấy trăm năm, cũng có lẽ là vĩnh viễn không biến mất, nhưng chỉ cần nó tự nguyện, ta cũng đồng ý cho nó lưu lại quỷ vực tiếp tục tu quỷ đạo. Phương Tử Vũ lạnh nhạt nói, tôi muốn mang huynh ấy trở về. Phán quan cười lạnh nói, Phương Tử Vũ, ngươi cho âm tào địa phủ là nơi nào đây, há để cho... Chuyển Luân Vương trầm giọng nói, phán quan. Phán quan bĩu môi không dám nói tiếp, chỉ đành phẫn nộ lui lại. Chuyển Luân Vương nhìn Phương Tử Vũ nói, địa phủ có quy củ của địa phủ, dương thọ của nó đã hết rồi, không thể tiếp tục nghịch cải thiên mệnh. Nếu tôi nhất định phải dẫn huynh ấy đi thì sao? Phán quan và đầu trâu mặt ngựa đều hiện ra vẻ tức giận, chỉ là e ngại đang trên Diêm Vương điện không dám quá mức làm càn. Chuyển Luân Vương cũng khẽ cau mày hỏi ngược lại, Phương Tử Vũ, nhà ngươi có tin tưởng khiêu chiến với địa phủ của ta không? Phương Tử Vũ lắc đầu nói, không có. Vậy tại sao ngươi dám xuất lời ngông cuồng? Phương Tử Vũ nhìn chằm chằm vào Chuyển Luân Vương, trong mắt toát ra ý kiên định vô cùng nói, huynh ấy tôi nhất định phải mang đi. Không sợ bản thân hình thần câu diệt sao? Phải. Chuyển Luân Vương trầm ngâm một trận, mở miệng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Phán quan vội vàng nói, Diêm Vương. Chuyển Luân Vương phất tay ngăn cản phán quan, tiếp tục nói, chỉ có điều muốn sửa lại dương thọ vốn không phải là chuyện dễ dàng, ta bản thân là Diêm Vương cũng không thể tùy ý thay đổi được. Phương Tử Vũ, ta cấp cho nhà ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể bình yên xông qua 18 tầng địa ngục, ngươi có thể lập tức mang đi. Được. Phương Tử Vũ quả quyết nói, ta sẽ xông vào. Chuyển Luân Vương gật đầu, Phương Tử Vũ, đừng trách ta không nhắc nhở nhà ngươi trước, cái gọi là trải qua đó, nhà ngươi phải đi qua từng tầng một của 18 tầng địa ngục, còn sống như cũ đi xa mới được tính là hoàn thành. Ngừng lại một chút rồi lại nói, 18 tầng địa ngục ngươi hẳn là đã nghe qua, người thường ngay cả một tầng đều không chịu được, từ trước đến nay chưa từng có ai có thể đi qua hết 18 tầng địa ngục. Phương Tử Vũ, ngươi đã nghĩ kỹ rồi chứ? Phương Tử Vũ gật đầu hỏi, ở đâu? Đầu trâu mặt ngựa, có tiểu thần dẫn nó đi 18 tầng địa ngục. Tôn Diêm Vương phát chỉ. Đầu trâu mặt ngựa đứng dậy, sau đó hướng Phương Tử Vũ nói, đi theo chúng ta. Phương Tử Vũ đưa mắt nhìn Chuyển Luân Vương một cái, chỉ là khuôn mặt ngăm đen của ông ta nhìn không ra là vui hay là giận. Hướng Chuyển Luân Vương khẽ gật đầu, mới cùng đầu trâu mặt ngựa đi ra khỏi đại điện. Diêm Vương! Phán quan tiến lên nói, điều này không hợp quy củ. Chuyển Luân Vương thở dài một tiếng, lắc đầu không nói. Qua một hồi lâu mới nói, phán quan! Vâng! Ngươi đi mời Địa Tạng Bồ Tát đến đây. Phán quan ngạc nhiên nói, việc này cũng phải kinh động đến cả Bồ Tát hay sao? Kẻ này tuyệt không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Đi đi, đem sự việc nơi đây chi tiết bẩm báo cho Bồ Tát biết, Bồ Tát sẽ tự mình định đoạt. Vâng. Phán quan cung kính đáp một tiếng, xoay người rời đi. Trong đại điện vang lên tiếng lầm bầm của Chuyển Luân Vương, rốt cuộc là phúc hay là họa đây? Cái tên địa ngục đã tồn tại từ rất lâu, cái tên này đối với đại đa số mọi người đều là một cơn ác mộng. Một số người khi nguyền rủa kẻ khác thì đều thích dùng những lời kiểu như người xuống địa ngục đi. Đối với nhân loại mà nói, địa ngục là nơi đáng sợ nhất trên thế gian này. Nhưng đi vào địa ngục như thế nào, cái đáp án này sợ rằng không một người nào biết cả. Địa ngục kỳ thật cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ không phải là địa ngục, mà là nơi người đời cũng biết rõ 18 tầng địa ngục.
đầu cuối cùng của quỷ vực hướng ngược lại với cầu Lại Hà. Trước mặt là một tầng không gian trống rỗng, chỉ có hắc vụ nồng đậm lượn lờ, căn bản là nhìn không thấy tình hình đường đi phía trước. Nhưng ở phía trước có một nhóm lớn người đang sắp xếp thành đội ngũ. Ở bên ngoài, tiểu quỷ đang sắp đặt cho từng người một đi vào trong hắc vụ. Vẻ mặt của đám quỷ hồn này biểu hiện không giống nhau, nhưng đều có một điểm chung, đều hiện lên vẻ cực kỳ sợ hãi. 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết có kẻ nào là không sợ hãi cho được. Có lẽ những người này khi còn sống làm ác quá nhiều, sau khi chết đi bị phạt đến 18 tầng địa ngục tiếp nhận trừng phạt, sau đó mới lại quay về luân hồi. Đầu Châu mặt ngựa dẫn theo Phương Tử Vũ đi đến trước mảnh hắc vụ thì dừng lại. Đầu Châu chỉ vào hắc vụ nói: "Chúng tôi không thể tiếp tục đưa ngươi đi vào, ngươi từ đây đi vào chính là 18 tầng địa ngục." Phương Tử Vũ tiến lên phía trước một bước, giọng lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ việc các ngươi đã đáp ứng." Mặt ngựa cười lạnh nói: "Yên tâm, Diêm Vương đã nói ra tuyệt đối không đổi ý. Ngươi chưa từng nghe câu Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, tuyệt đối không lưu ngươi đến canh năm hay sao? Đó là nói Diêm Vương nói không hai lời." Đầu Châu tiếp lời nói: "Chỉ có điều phải đợi ngươi bình yên từ 18 tầng địa ngục đi ra đã, ngươi tự mình cẩn thận đi." Phương Tử Vũ không nói nữa, chỉ ôm lấy cánh tay bước dài về phía trước. Khi nó bước vào trong hắc vụ một khắc, mọi thứ trước mắt tất cả đều biến đổi. Bên người không còn là nhìn không thấy nữa, mà mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người lay động phía trước. Lại quay đầu nhìn lại, Đầu Châu mặt ngựa ở phía sau đã không còn nhìn thấy nữa. Sau lưng cũng mơ hồ có rất nhiều bóng người qua lại. Lúc này Phương Tử Vũ mới giật mình phát hiện ra, nguyên lai mảnh hắc vụ này là một tầng không gian khác. Khi nó bước chân vào hắc vụ thì đồng thời nó cũng tiến nhập vào cái không gian được gọi là 18 tầng địa ngục này. Phương Tử Vũ! Đột nhiên một thanh âm lạnh lẽo vang lên bên cạnh Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ khẽ dùng mình một cái, rất nhanh khôi phục trở lại, xoay đầu nhìn lại, nhưng thủy chung vẫn không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người bên cạnh, chỉ đành gật đầu nói: "Phải." Thanh âm lạnh lẽo của kẻ đó lại vang lên: "Đi theo ta." Đối với biểu hiện của kẻ này, Phương Tử Vũ đã không còn kinh ngạc nữa. Hắn có thể biết tên của mình chắc chắn là đã được Diêm Vương hoặc phán quan thông báo trước. Mà kẻ này cũng có thể là một tên quỷ quan hoặc tiểu quỷ trưởng quản tầng địa ngục này. Chỉ là không biết nơi này là chỗ nào của tầng địa ngục thứ nhất. Xung quanh đều thập phần im lặng, không có lấy một tia âm thanh. Phương Tử Vũ một mực đi theo kẻ nọ, đi về phía trước. Ở trong hắc vụ có rất nhiều người tới tới lui lui qua lại, nhìn không thấy mặt của bọn họ. Nhưng bọn họ lại không phát hiện ra bất kỳ một âm thanh nào. Hết thảy đều hiện ra quỷ dị như vậy. Ở phía trước có một đám người đang xếp hàng. Những người này đều giống nhau, nhìn không ra tình cảm gì, chỉ có thể cảm giác được thân thể của bọn họ đang run rẩy. Người nọ mang theo Phương Tử Vũ vòng qua đội ngũ, đi thẳng lên phía trên cùng. Phương Tử Vũ lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai có hơn 10 tên tiểu quỷ trong tay đang cầm một vật giống như cái kiềm. Mỗi một quỷ hồn đi lên, bọn chúng liền đem cái giống như kiềm nhét vào trong miệng của quỷ hồn đó. Sau đó từ trong miệng bọn họ chậm rãi kẹp rút ra một vật dài. Còn quỷ hồn đó thì phát ra một tiếng hét lớn thống khổ. Đồ vật trong miệng quỷ hồn này bị kéo ra càng lúc càng dài, cho đến cuối cùng phụt một tiếng, cái vật dài dài trong miệng bọn họ đột nhiên đứt đoạn. Mà bọn họ đồng thời cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, chỉ che kín lấy miệng. Phương Tử Vũ chấn động, nó rốt cuộc đã biết vì sao nơi này không có bất kỳ một âm thanh nào. Bởi vì nơi này là một thế giới không có âm thanh. Nơi này là một trong 18 tầng địa ngục được người biết đến nhiều nhất, Bát Thiệt địa ngục rút lưỡi. Kẻ mang Phương Tử Vũ đến đây lạnh lùng liếc nhìn nó một cái, vẫn giọng nói lạnh lẽo ấy lên tiếng: "Nơi này là Bát Thiệt luyện ngục, phàm là những kẻ khi còn sống khiêu khích chia rẽ, phỉ báng hại người, miệng lưỡi trơn tru, lời lẽ xảo trá, nói dối gạt người, sau khi chết đi bị đánh nhập vào Bát Thiệt địa ngục. Tiểu quỷ mở miệng kẻ đó ra, dùng kiềm sắt kẹp lấy đầu lưỡi, mạnh mẽ rút ra, không phải là nhổ một cái là xong, mà là kéo dài, chậm rãi lôi ra." Phương Tử Vũ dùng đầu lưỡi cọ cọ vào hàm răng, cảm nhận được chúng nó vẫn như cũ ở trong miệng của mình, lúc này mới lạnh giọng hỏi: "Ta cũng phải rút lưỡi có phải không?" Người nọ gật đầu nói: "Đương nhiên phải, không tuân theo quy củ nơi này, ngươi làm sao có thể xông qua 18 tầng địa ngục đây?" "Được." Sau một tiếng được đơn giản, Phương Tử Vũ há rộng miệng ra.
rút đi. Kẻ nọ gọi người lại, một tên tiểu quỷ chạy đến, đem cái kiềm trong tay cho vào miệng của Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ rõ ràng cảm giác được một vật lạnh lẽo, cứng rắn kẹp lấy đầu lưỡi của mình. Còn chưa có phản ứng thì đột nhiên cái lưỡi truyền đến một trận cực kỳ đau đớn. Nó đau đớn a lên một tiếng, sau đó lập tức dùng tay phải còn lại duy nhất bịt chặt lấy miệng. Lúc này nó rốt cuộc đã biết được lỗi thống khổ của việc bị rút lưỡi. Căn bản không phải là việc mà thường nhân có thể chịu đựng. Một dòng chất lỏng nóng ấm rỉ qua cái tay rơi xuống. Nó đã đau đớn đến mức toàn thân phát run. Cho dù là khi cả cánh tay trái bị đứt nìa, nó cũng không run rẩy qua. Nỗi đau đớn của cánh tay trái không thể nào so sánh được với sự đau khổ của việc rút lưỡi. Tuyệt đối là làm cho người ta đau đớn đến tận xương tủy. Mãi một lúc sau, nó mới đứng dậy, cảm thụ đầu lưỡi quen thuộc ở trong miệng đã không còn nữa. Không khỏi cười khổ một chút, khe khẽ há miệng, nhưng lại phát hiện bản thân không phát ra một tia âm thanh. Không khỏi cảm thán, xem ra quãng đời còn lại của bản thân đều phải là một kẻ câm rồi. Người nọ chỉ về phía trước nói, người cứ hướng về phía trước mà đi, liền có thể đi đến tầng địa ngục tiếp theo. Phương Tử Vũ há miệng muốn hỏi, nhưng lại phát không ra âm thanh. Người nọ tựa như biết nó muốn hỏi điều gì, liền nói, một cửa này cũng chẳng phải dễ dàng thông qua. Từ nơi này đến cửa vào tầng tiếp theo, khoảng cách rốt cuộc có bao xa, ngay cả ta cũng không biết. Có thể ngươi chỉ cần đi vài canh giờ, cũng có thể phải đi vài năm. Trong đoạn thời gian này, ngươi phải cảm thụ sự thống khổ không có tiếng động. Nếu như đến lúc đó, ngươi không bị điên, thì tự nhiên sẽ nhìn thấy cánh cửa vào tầng tiếp theo. Nói xong, không thèm chú ý đến Phương Tử Vũ nữa, xoay người bay đi. Phương Tử Vũ cười khổ, chỉ có thể dựa vào phương hướng người đó mà đi tới. Đây thật sự là một hành trình kỳ lạ. Một đường này cũng không biết là đã đi được bao lâu. Bên cạnh nơi nào cũng có bóng người lay động. Chỉ có điều những người này đều chỉ thấy đầu, không nhìn thấy rõ diện mạo, không phát ra âm thanh nào. Những người này đều đi rất chậm, phảng phất như chỉ có như vậy mới có thể vượt qua quãng thời gian buồn chán không có tiếng động. Phương Tử Vũ hiển nhiên là loại khác trong đám người này. Nó nhanh chóng lách qua những bóng người này mà đi, bởi vì đối với nó mà nói, thời gian không thể lãng phí nhiều. Thời gian từng giọt mất đi không một tiếng động. Phương Tử Vũ rốt cuộc cũng cảm nhận được điều đáng sợ chân chính của bát thiệt địa ngục. Khi một người ở trong đám người cảm thụ không tiếng động, không có bất kỳ một âm thanh nào, ngay cả thì thào lẩm bẩm một mình cũng làm không được. Hoàn cảnh như vậy tuyệt đối có thể đem một người bức phát điên. Phương Tử Vũ lúc mới bắt đầu cũng không để ý, nhưng càng về sau nó dần dần cảm thấy áp lực của việc có miệng mà không thể nói. Bát thiệt địa ngục chính là một cái thế giới vô thanh. Ở trên thế gian, những kẻ lãnh đời không ra cũng không phải ít, người không thích nói chuyện lại càng nhiều. Chỉ có điều, cho dù những người này không thích giao tiếp với những người khác, nhưng bọn họ cũng muốn nói chuyện. Cho dù là dã nhân, một mình ở trong thâm sơn cũng sẽ cùng động vật hoặc cây cối tự đối thoại. Nếu không, loại áp lực này sẽ khiến cho người ta phát điên lên. Phương Tử Vũ lúc này chính là đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Con đường phía trước mờ mịt, một mình trong im lặng cảm thụ sự cô độc. Phương Tử Vũ đang từng bước đi tới. Tốc độ hiện tại của nó cùng với đám quỷ hồn bị rút lưỡi ở bên cạnh đã không khác biệt nhiều lắm. Nếu như không phải là còn có một tia lo lắng cho Từ Ngạo Thiên vẫn một mực nhắc nhở nó, chắc hẳn nó đã sớm chịu đựng không nổi áp lực của bản thân mà rơi vào điên cuồng. Người và quỷ bất đồng, cấu tạo của người còn thuộc về trình độ thể xác. Do đại não chi phối toàn thân, một khi nổi điên, tinh thần lập tức sẽ tan vỡ, suy nghĩ hỗn loạn. Mà quỷ thì hoàn toàn là trạng thái linh hồn. Bọn chúng không có đại não, duy nhất chỉ có tinh thần, cho nên quỷ không thể nào biến thành kẻ điên được. Ở trên thế gian có rất nhiều kẻ điên, hoặc một ít người mắc chứng si ngốc của người già. Một khi bọn họ chết đi, lại biến tỉnh táo trở lại. Điều này cũng là sự thống khổ của quỷ. Mặc kệ là bị dày vò như thế nào đi nữa, quỷ hồn đều không thể phát điên. Cho nên mới xuất hiện 18 tầng địa ngục. Nếu không, tất cả quỷ hồn ở trong 18 tầng địa ngục đều đã nổi điên hết rồi. Sau khi chuyển thế chân đời, lại xuất hiện vô số kẻ trời sinh si ngốc. Cũng chính bởi như vậy, Phương Tử Vũ mới đau khổ chịu đựng bảo trì một tia thanh tỉnh cuối cùng cho bản thân. Nếu nó phát điên ở trong này, vậy thì chỉ có thể chết ở trong 18 tầng địa ngục này mà thôi. Một khi nó chết ở trong này, mối huyết hải thâm cừu đó còn có tình nghĩa huynh đệ của Từ Ngạo Thiên từ đây về sau tan theo mây khói. Chờ đợi nó cũng chỉ là quay về cầu Nại Hà, uống mạnh bà thang, sau đó quên hết tất cả sự việc của kiếp trước,
tiến nhập vào luân hồi vô tận. Cho nên nó phải kiên trì, bởi vì nó không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy mà chết đi, càng không cam lòng để cho cửu nhân ở bên ngoài thoải mái như cũ. Phương Tử Vũ tay phải nắm chặt lấy đao, đồng thời ôm lấy tay trái đang không ngừng phát ra trận trận đau đớn, bộ dạng tập tễnh từng bước chậm rãi đi về phía trước. Loàng xoàng, Phương Tử Vũ lảo đảo ngã xuống đất, tay trái nện xuống mặt đất khiến cho nó đau đớn muốn nổ tung. Bên người vẫn có vô số thân ảnh đi tới đi lui, những kẻ này dường như không nhìn thấy nó, cúi đầu chậm rãi đi qua, không một ai nhìn nó lấy một cái, càng không một ai đi đến đỡ nó dậy. Nó rất muốn mở miệng hét lớn, nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra được cả. Âm thanh gì cũng không có, nỗi buồn bực ứ đầy trong lòng đành phải hóa thành một nụ cười cay đắng. Lấy trường đao chống đỡ thân thể, chậm rãi đứng lên tiếp tục từng bước đi về phía trước. Ở trong cái thế giới này, công lực cao thấp không quan trọng, cho dù là người công lực thông thiên, ở trong cái thế giới không tiếng động này, kết quả cuối cùng chờ đợi hắn cũng chỉ là từ từ phát điên mà thôi. Bây giờ, niềm tin duy nhất chống đỡ cho Phương Tử Vũ cũng chỉ có phần cừu và phần nghĩa kia. Cũng không biết đã đi được bao lâu, giống như là một thế kỷ, lại giống như là vài canh giờ, Phương Tử Vũ rốt cuộc chống đỡ không nổi, trước mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Nó không phải là không muốn phát tiết một chút, nhưng xung quanh tựa như đều là không khí, bóng người đi qua đi lại bên cạnh, tất cả dường như cũng đều là hư ảnh. Nó từng muốn giết vài người để phát tiết một chút, nhưng trường đao kia lê qua thân thể của những kẻ đó giống như xẹt qua không khí vậy. Những người đó cũng không hề cảm giác tiếp tục đi tới. Muốn liếm liếm đôi môi khô lứt, nhưng lúc này đây nó mới nhớ ra lưỡi của mình đã không còn, không khỏi cười khổ, chậm rãi ngồi xuống mặt đất. Hóa ra là một người câm điếc đau khổ đến như vậy, không chỉ là thân thể bị dày vò mà còn cả tinh thần nữa. Nếu không phải là Phương Tử Vũ ý chí kiên định, đổi lại là một người bình thường sớm đã phát điên rồi. Đây cũng là trừng phạt của bát thiệt địa ngục. Khi còn sống miệng lưỡi ba hoa, khi chết đi chịu rút lưỡi, nỗi khổ không tiếng động. Nhưng đám người đó đều là quỷ hồn, bất luận là thế nào cũng không cách nào trở thành kẻ điên, chỉ có thể thống khổ mà chịu đựng. Còn Phương Tử Vũ lại không phải là quỷ hồn, nó hiện tại vẫn là nhục thân, cho nên nó còn có cơ hội phát điên. Tận sâu trong đáy lòng vẫn có một thanh âm khuyên bảo nó: nổi điên đi, điên rồi thống khổ gì cũng sẽ không còn nữa, điên đi, buông tha chống cự, vứt bỏ cái thế giới chết tiệt kia đi. Nó làm sao lại không muốn buông tha đây? Nhưng mỗi khi đến thời khắc quyết định, khuôn mặt từ ái của hai người Phúc Thúc và Vũ Nuôi, còn có Từ Ngạo Thiên trên mặt tràn ngập sự quan tâm, đều là động lực giúp nó tiếp tục kiên trì đi xuống. Phúc Thúc và Vũ Nuôi không thể chết oan, cũng không thể xảy ra việc gì với Từ Ngạo Thiên được. Phương Tử Vũ nâng trường đao lên, hung hăng đâm xuống bắp đùi chính mình. Cảm giác đau đớn ngay lập tức làm cho tinh thần của nó rung lên, sau đó chậm chậm đứng dậy, từng bước tiếp tục đi về phía trước. Không biết là lại đi được thêm bao nhiêu quãng đường, phía trước mơ hồ xuất hiện một mảnh hắc vụ nồng đậm. Phương Tử Vũ tinh thần rung lên, hưng phấn cực độ chạy về phía trước. Cảnh vật trước mắt lại một lần nữa thay đổi, phía trước mơ hồ truyền đến tiếng la giết và binh khí va chạm. Phương Tử Vũ hai mắt sáng bừng, hưng phấn nhìn trái nhìn phải. Trong sự yên lặng có thể khiến cho người ta nổi điên, đột nhiên nghe thấy âm thanh, cái loại cảm giác này bất luận là kẻ nào cũng sẽ cảm thấy hưng phấn cực độ. Giống như kẻ sắp chết khát trong sa mạc đột nhiên nhìn thấy một hồ nước trong xanh ngay ở trước mặt, loại hưng phấn này đã không thể diễn tả được bằng ngôn từ. Đúng vào lúc này, kẻ lúc đầu hướng dẫn cho Phương Tử Vũ lại quỷ dị xuất hiện trước mặt nó, vẫn là nhìn không thấy khuôn mặt, vẫn là giọng nói trầm thấp đó: chúc mừng ngươi có thể kiên trì đi qua bắt thiệt địa ngục. Phương Tử Vũ đôi môi mấp máy nhưng vẫn như cũ không phát ra một tia âm thanh. Không cần nói, cái lưỡi của ngươi đã không còn nữa rồi. Phương Tử Vũ nở nụ cười cay đắng, xem ra đời này nhất định phải là một kẻ câm rồi. Chỉ có điều may mắn là không phải tiếp tục ở trong cái thế giới không tiếng động kia nữa. Có thể nghe được thanh âm ở xung quanh, cũng có thể giảm bớt đi được một chút buồn bực trong lồng ngực. Người nọ tiếp tục nói: nơi này là Đao Sơn địa ngục, phàm là những kẻ khi còn sống thích chém giết, vô cớ sát sinh, sau khi chết đi sẽ bị đánh vào Đao Sơn địa ngục, nhận hình phạt thiên đao vạn quả. Rồi chỉ về phía trước nói tiếp: muốn qua cửa này rất đơn giản, ngươi một đường đi thẳng thì có thể đi xuống tầng kế tiếp. Chỉ có điều trên con đường này vô số người sẽ công kích về phía ngươi,
có thể sống sót rời đi hay không thì phải nhìn vào bản lĩnh của chính ngươi vậy. Phương Tử Vũ đưa mắt nhìn phía trước, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng chém giết không ngừng, nhưng không nhìn thấy bất kỳ một bóng người nào. Khi quay đầu lại thì phát hiện người vừa rồi đã biến mất không thấy nữa, cứ như vậy trông giống biến mất ở trước mặt nó. Nó hít sâu vào một hơi, mang theo trường đao bước nhanh về phía trước. Một cửa này chờ đợi nó chính là núi đao, là thiên đao phản quả hình phạt. Trước mắt rốt cuộc cũng xuất hiện bóng người, rất nhiều người dày đặc chi chít nhìn không thấy cuối. Những người này mỗi người đều cầm binh khí trong tay chém giết lẫn nhau. Lúc này Phương Tử Vũ mới biết cái gọi là thiên đao vạn quả. Vô số người đang không ngừng chém giết, từng thanh đao kiếm chém vào thân thể người bị giết chết, linh hồn biến mất nhưng rất nhanh lại một lần nữa hiện ra, vung đao tiếp tục chiến đấu. Ở nơi này đám kỳ hồn là giết không chết, bọn chúng ở trong chém giết vô tận cũng là bị người diệt sát vô tận. Hóa ra đây chính là đao sơn địa ngục, hình phạt thiên đao vạn quả. So với trong lời đồn đại bị cởi sạch quần áo, thân thể lõa lồ treo trên núi đao là hoàn toàn không giống. Đao sơn quả thật là núi đao, chỉ có điều không phải là leo lên mà là người khác cầm đao chém lên thân thể ngươi, nhưng ngươi vĩnh viễn bị chém không chết, chỉ có thể hưởng thụ nỗi đau đớn tựa như nơi sâu nhất trong linh hồn bị xé rách. Phương Tử Vũ nhìn thanh trường đao trong tay, lại nhìn về phía rừng người dày đặc ở phía trước, hít sâu một hơi xông vào biển người. Giết chóc vô tận, nơi này đáng lẽ phải gọi là A Tỳ địa ngục, nơi này đại đa số là quỷ hồn của người, nhưng cũng có quỷ hồn hình dáng kỳ quái giống như là của động vật, chắc hẳn bọn chúng chính là quỷ hồn của yêu quái. Bọn chúng đều đang tùy ý giết chóc, phàm là bất kỳ kẻ nào xuất hiện bên cạnh đều sẽ trở thành mục tiêu đồ sát của bọn chúng. Hỗn loạn, cả thế giới chìm ngập trong chiến đấu hỗn loạn. Ngay cả Phương Tử Vũ xông vào biển người một khắc, lập tức bị giết chóc vây chặt, vô số đao kiếm hướng về phía người nó chém tới, mà Phương Tử Vũ chỉ còn duy nhất cánh tay phải là có thể dùng đưa ra ngăn đón. May mắn nó công lực cao thâm, ở lần giao phong đầu tiên dùng duy nhất cánh tay phải có thể động đao, đem toàn bộ đao kiếm tiếp được, thuận tay cắt lấy vài cái đầu. Nhưng vài quả đầu lâu này rơi xuống khỏi thân thể ngay lập tức hóa thành một làn khói đen bay trở lại trên cái cổ không đầu. Còn không đợi nó thở ra thì vài cỗ thân thể không đầu nọ lại một lần nữa mọc lên thêm một cái đầu mới, sau đó tiếp tục gia nhập vào hàng ngũ chiến đấu. Nơi này so với chiến trường ở nhân gian thì hoàn toàn bất đồng, bởi vì quy củ của tu chân giới cho nên Phương Tử Vũ và Từ Ngạo Thiên lúc trước không hề sử dụng pháp thuật của bản thân vào trong chiến đấu. Bọn họ hoàn toàn là dựa vào thân thể và bản thân công phu đi đánh nhau, nếu không Từ Ngạo Thiên cũng sẽ không bị thương nặng mà chết. Nếu trước khi nó bị thương nặng mà sử dụng đạo thuật thì ít nhất còn có thể bảo trụ một mạng. Chỉ là Từ Ngạo Thiên quá mức trung hậu, đến chết vẫn không quên những lời nói của sư phụ dặn dò trước khi xuống núi. Mãi cho đến khi đao kiếm của địch nhân đâm vào thân thể nó cũng không dám sử dụng pháp lực. Nhưng ở nơi này thì khác, Ngọc Hư Cung chỉ nói ở thế tục giới không được sử dụng pháp thuật để tránh kinh thế hãi tục. Nhưng nơi này là quỷ giới mà không phải là thế tục giới. Có pháp thuật chống đỡ, Phương Tử Vũ lập tức có thể đại triển quyền cước. Nếu như nói ở trên chiến trường Phương Tử Vũ là một đầu ác lang vô cùng hung ác, thì ở nơi này nó lại là một đầu hồ, một đầu hồ ly cực kỳ giàu hoạt. Từ lúc phát hiện ra đám người này giết không chết, nó lập tức thay đổi sách lược hoàn toàn, không tiếp tục lấy tranh dũng đấu ngoan cường làm chủ nữa, mà tận lực bảo mệnh, bởi vì nó chỉ có một cái mạng mà thôi. Trong hoàn cảnh chật hẹp như thế này, tàn ảnh bộ pháp không cách nào thi triển. Nó duy nhất chỉ dựa vào cây đao của mình cùng với một thân pháp lực công hậu. Đao không dùng giết địch mà là để bảo mệnh, chỉ cần có thể ngăn cản trong nháy mắt, nó liền lung dung từ trong đao kiếm né tránh đi ra. Nếu có người quen biết nó lúc này, nhìn thấy tình huống trước mắt, nhất định sẽ giật mình kinh ngạc. Một Phương Tử Vũ luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ, độc ác cho mọi người, lấy liều lĩnh đổi mạng, không đem đối phương giết chết, tuyệt không lùi lại, lúc này lại chỉ biết né tránh, không còn cái loại khí thế xông pha chiến trường như trước nữa. Đao là đao tốt, người cũng là cao thủ, nhưng đáng tiếc nơi này là đao sơn địa ngục, người có công lực thâm hậu hơn nữa thì cũng phải mệt mỏi, huống chi Phương Tử Vũ toàn thân thương tích. Thiên đao vạn quả, đến lúc này nó mới chân chính biết được cái gì gọi là thiên đao vạn quả. Tựa như có ngàn vạn thanh đao kiếm từ bốn phương tám hướng đánh tới. Phương Tử Vũ mặc dù pháp lực thâm hậu nhưng có thể ngăn đón phía trước cũng chắn không được mặt sau.
sau khi công lực tiêu hao một lượng lớn, sớm đã toàn thân thương tích. Nơi này cùng chiến trường không giống nhau, ở trên chiến trường nó còn có chiến hữu, còn có người có thể bảo vệ mặt sau cho nó, để cho nó không phải lo lắng mặt sau. Nhưng ở đây mỗi một người đều là địch nhân. Phương Tử Vũ không hề sợ chết, nhưng chết ở nơi này đối với nó mà nói là điều vô nghĩa. Nhưng nó lại có thể làm gì được đây? Quỷ hồn ở đây giết không chết, mỗi một tên sau khi hưởng thụ đau đớn thiên đao vạn quả lại lập tức có thể xuất hiện y như cũ, sau đó tiếp tục chém giết. Nhưng nó thì khác, nó hiện tại lấy nhục thân tiến vào, một khi nhục thân bị hủy cũng chỉ có kết cục tiêu vong. Liều mạng ngăn cản, liều lĩnh chịu thêm vài đao, Phương Tử Vũ dùng lực xông ra ngoài, muốn lui trở lại vị trí an toàn lúc trước. Nhưng sau khi lùi lại được một đoạn, nó mới phát hiện ra bản thân căn bản đã không có đường lui. Cả cái thế giới đều là người, tất cả đều không ngừng chém giết sống chết, nó đã không còn đường thối lui. Đao kiếm tiếp tục đánh úp tới, nó cảm thấy trường đao trong tay dường như càng lúc càng nặng, động tác của bản thân cũng càng lúc càng chậm chạp. Mỗi lần ngăn đón được vài kiếm, trên người khẳng định lại xuất hiện thêm vô số vết thương. Mới chỉ một lát công phu, Phương Tử Vũ trên dưới toàn thân đã không còn chỗ nào nguyên vẹn nữa. Vô số đao kiếm tiếp tục chém vào thân thể nó, vấy lên một chùm máu tươi. Hai mắt nó đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Một thanh trường kiếm vô thanh vô tức từ sau lưng nó nhằm vị trí trái tim đâm tới. Phập một tiếng, máu văng khắp nơi. Phương Tử Vũ đột nhiên dùng mình, bất ngờ nơi ngực nó một chùm ánh sáng trắng chợt lóe lên. Thanh trường kiếm đó bị bạch mang ngăn trở trượt qua một bên, khó khăn lắm mới lệch khỏi vị trí trái tim đâm sát sạt bên cạnh. Mũi kiếm xuyên qua thân thể sang bên kia. Thân thể đau đớn làm cho nó nhất thời tỉnh táo không ít, đồng thời cũng sợ hãi đổ ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như không phải là thiên địa càn khôn giới và thần thạch ở trước ngực cộng đồng bảo hộ ở vị trí trái tim, chắc hẳn nó đã chết ở dưới kiếm kia rồi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Phương Tử Vũ vung ngược tay đem đầu kẻ đánh lén kia chém xuống, sau đó chịu đựng đau đớn thân người luồn xuống, mau chóng thoát ra từ làn sóng đau kiếm khác đang đánh úp tới. Một kiếm kia mặc dù không thương tổn đến trái tim, nhưng xuyên qua ngực đâm ra sau lưng, máu tươi ồ ạt từ ngực lưng hai bên không ngừng rơi xuống. Thêm vào đó, vô số vết thương khắp người nhìn qua có vẻ thập phần khủng bố. Phập, lại một thanh trường kiếm nữa. Nhân lúc nó đầu óc choáng váng, một kiếm đâm xuyên qua bắp chân, Phương Tử Vũ hét lớn một tiếng, nhất thời ngã xuống đất. Còn chưa kịp xoay người thì cảm thấy ít nhất hơn 10 thanh đao kiếm đồng thời hướng trên người nó hung hăng bổ xuống. Kết thúc rồi, đây là ý niệm cuối cùng trong đầu của Phương Tử Vũ, hết thảy đều đã kết thúc, nó chắc chắn phải chết ở nơi này. Từ Ngạo Thiên cứu không được, mối thù trên dưới Long Thần Sơn Trang và Phúc Thúc Vũ nuôi đều không báo được rồi, tất cả đều đã kết thúc. Thời gian dường như ngừng lại, những đoạn chuyện cũ từng màn như tuyết trắng bay tán loạn trong đầu nó. Không biết vì sao, hình ảnh cuối cùng dừng lại không phải là khuôn mặt từ ái của người thân yêu nhất, cũng không phải là khuôn mặt của Từ Ngạo Thiên hoặc là nhớ lại khuôn mặt của Kim Mê, mà là ba khuôn mặt năm đó của hòa thượng, đạo sĩ, võ sĩ khiến người ta ghê tởm. Ba khuôn mặt khiến cho nó vĩnh viễn không thể nào quên. Hận ý, khôn cùng hận ý thoáng chốc tràn ngập trong tim. Kiều chưa báo mà người đã chết trước, nó không cam lòng, không cam tâm để cho kiều nhân tiêu diêu khoái lạc. Trường đao trong tay không biết từ lúc nào bao phủ một tầng hắc mang mờ mịt, hắc mang càng lúc càng mở rộng, trong nháy mắt công phu đã đem thân thể Phương Tử Vũ bao phủ cả vào bên trong. Đao kiếm rốt cuộc đánh lên trên người, đột nhiên một tiếng thét dài vô tận, mười mấy hồn phách ám sát nó thoáng chốc bị một đạo sát ý vô hình cắn nát bấy. Phương Tử Vũ chậm rãi đứng lên, hai mắt nó biến thành màu xanh biếc, đồng tử kéo dài thành một đường, ánh mắt băng lãnh không có bất cứ tình cảm nào, có chăng chỉ là sát ý vô tận. Cũng vào lúc này, trong Diêm La Điện, Chuẩn Luân Vương lúc này không còn ngồi ở trên ghế nữa mà đang cung kính đứng sau lưng một người. Người đứng trước ông ta toàn thân nhìn như mông lung, làm cho người ta có một loại cảm giác hư ảo, nhưng cũng mơ hồ tản ra một loại hương vị khiến cho người ta thoải mái. Bồ Tát. Cũng giống như thân hình, thanh âm hư ảo truyền ra. Hình biến mà thân bất biến, kết hợp giữa người và yêu quả thực là đáng sợ. Chuẩn Luân Vương cung kính nói. Bồ Tát có phát hiện ra thanh trường đao trong tay nó không? Ồ, nếu ta đoán không sai thì chắc chắn là thượng cổ thần vật ma thần sử. Chuyển Luân Vương trong mắt chợt lóe sáng. Quả nhiên là kiện đồ vật đó,
lúc đầu ta cảm thấy rất giống, chỉ là hình dạng khác nhau quá xa, cho nên không dám khẳng định, lúc này mới mời Bồ Tát đích thân đến xác nhận. Kẻ này nếu không chết, tương lai thành tựu nhất định phi phàm, nhưng đáng tiếc nó sát cơ quá nặng. Diêm Vương, nếu nó có thể xông ra khỏi 18 tầng địa ngục, đem nó mang đến chỗ ta. Vâng. Chuyển Luân Vương gật đầu cung kính. Khi ông ta ngẩng đầu lên thì bóng người trước mặt đã sớm không thấy nữa. Ông ta cũng không để ý, đưa mắt nhìn vách tường trước mặt. Bề mặt vách tường kia ở trong mắt những người khác có lẽ chỉ là một mặt tường, nhưng lấy vô thượng quyền lực của Chuyển Luân Vương lại có thể xuyên qua không gian, trực tiếp nhìn thấy một màn ông ta muốn nhìn. Đao Sơn địa ngục, một bóng người tựa như điên cuồng chạy loạn khắp nơi trong biển người. Trong tay nó huy vũ một đoàn hắc mang nồng đậm, phàm là những nơi hắc mang đi qua, có vô số hồn phách hóa thành một cỗ khói đen. Phương Tử Vũ đã không còn nhớ ra bản thân là ai, thậm chí quên luôn cả mục đích bản thân đến nơi này. Hiện tại sát ý vô tận tràn ngập toàn thân nó, ở trong đầu chỉ có một chữ: giết. Điên cuồng, không ai so với nó càng thêm điên cuồng. Trong đôi mắt màu xanh biếc nổi lên đầy tơ máu, đầu tóc tán loạn, toàn thân vết máu loang lổ, cánh tay trái buông thõng xuống, từng giọt máu tươi thỉnh thoảng theo cánh tay trái rơi xuống. Phương Tử Vũ còn lại duy nhất cánh tay phải có thể động đậy, đang nắm chắc trường đao. Lúc này nó đã không còn nhớ rõ bất cứ điều gì, thậm chí ngay cả nên đi đâu cũng không biết. Điều nó biết duy nhất đó là giết, giết sạch những người đang có mặt ở đây. Trong trạng thái điên cuồng, nó hoàn toàn không phòng ngự. Một thanh đao bay múa trong biển người, phàm là những nơi nó đi qua đều bốc lên đoàn đoàn hắc vụ. Đám âm hồn xung quanh không biết là bị hành động điên cuồng của nó hù dọa, hay là bị yêu khí tản mát ra từ bên người nó chấn nhiếp, mà không kẻ nào dám tiếp tục xông lên công kích nó. Phương Tử Vũ lúc này căn bản không phát hiện ra ở trên người nó đang có một cỗ hắc khí từ trong cơ thể thông qua lỗ chân lông trên khắp người tán phát ra. Nó cả người bị cỗ ác khí bao phủ, như ẩn như hiện, như thần như ma. Đáng tiếc Phương Tử Vũ thủy chung không phải là thần, nó chỉ là một con người, một con người có xác thịt bình thường. Chỉ cần là người thì không thoát khỏi số kiếp sinh tử biệt ly, cũng không phất được cực hạn mà nhục thân vốn mang đến. Điều này cũng chính là nguyên nhân vì sao có rất nhiều người muốn tu chân thành tiên. Mỗi một người đều muốn trường sinh bất tử, mỗi một người đều muốn khiêu chiến với cực hạn của bản thân. Từng trận cảm giác suy yếu, vô lực đều xông lên đầu. Phương Tử Vũ dưới tình huống mất rất nhiều máu, tinh thần lại không giữ được, chiến đấu kịch liệt, nhục thân của nó đã đạt đến cực hạn. Rốt cuộc, sau một tiếng xoảng, thanh trường đao trong tay đầu tiên rơi xuống mặt đất, còn nó cũng từ từ ngã sấp về phía trước. Vô số trường kiếm mũi đao hung hăng hướng về phía thân thể nó đâm tới. Chuyển Luân Vương. Chuyển Luân Vương vẫn như cũ đối mặt với bức tường, hai tay chắp sau lưng, đối với lời hô hoán của phán quan sau lưng tựa như không nghe thấy, chỉ nhìn bức tường rồi xoay người lại, lắc đầu than thở. Trầm mặc một hồi lâu, ông ta mới nói: xem ra nó không qua được một kiếp này rồi. Phán quan cười nói: điều đó không phải là càng tốt sao? Ngài cũng không phải phá hủy quy củ cũ của địa phủ. Đáng tiếc à, ta vốn tưởng rằng thế gian này sẽ hiện ra thêm một cái kỳ tích. Dù sao, kẻ có thể sở hữu đồ vật đó tuyệt không phải là thường nhân, thật sự là đáng tiếc à. Phán quan: vâng. Đợi sau khi nhục thân của nó tiêu hủy, mang nó đi xa, hỏi nó xem có nguyện ý ở lại đây tu quỷ đạo hay không. Nếu nó nguyện ý thì trực tiếp mang nó đến quỷ vực để nó chuyên tâm tu luyện. Nếu nó không đồng ý, y chiếu theo quy củ của địa phủ phán nó chuyển thế đi. Phán quan kinh ngạc nói: nhưng mà nó khi còn sống sát nghiệp quá nặng, nhất định phải chịu xong trừng phạt của 18 tầng địa ngục. Chuyển Luân Vương gật đầu nói: vậy cứ làm theo lời ngươi nói đi. Sau đó lại đưa mắt nhìn bức tường, Chuyển Luân Vương cười khổ nói: Bồ Tát, xem ra chúng ta đều đã nhìn lầm rồi. Lại thở dài một tiếng, ông ta xoay người ngồi trở lại vị trí của mình. Tiểu thiếu gia, cậu về rồi à? Trong mơ mơ màng màng, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt nó. Bất ngờ chính là Vũ Nuôi đang cầm một cái bát nhìn nó mỉm cười từ ái. Vũ Nuôi! Phương Tử Vũ gắng hết sức giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng thân thể truyền đến từng trận suy yếu khiến cho nó thủy chung vẫn không có sức lực đứng dậy. Vươn bàn tay ra muốn giữ chặt lấy thân ảnh của Vũ Nuôi, đáng tiếc bàn tay nắm được thủy chung vẫn là một khối không khí. Vũ Nuôi cô cô cái bát trong tay, khuôn mặt mỉm cười nói: hôm nay chính là sinh nhật của cậu đấy,
Vũ nuôi đặc biệt nấu cho cậu một bát mì cho cậu ăn. Ăn xong mì trường thọ rồi, tiểu thiếu gia lại lớn thêm một tuổi nữa, sau này đã là người lớn rồi. Phương Tử Vũ đôi môi run run, khuôn mặt của Vũ Nương chậm chậm tan đi, sau đó xuất hiện khuôn mặt của Phúc Thúc. Phúc Thúc. Phúc Thúc xắn tay áo, làm giả một bộ dáng hung thần ác sát. Đám nhóc con các ngươi, ta xem đứa nào dám tiếp tục khi dễ tiểu thiếu gia của nhà ta nữa, xem lão tử có lột da các ngươi hay không. Phương Tử Vũ toàn thân run rẩy, nước mắt không tự chủ được mạnh mẽ tuôn rơi. Cảnh vật trước mắt nó lại một lần nữa biến ảo. Lần này xuất hiện ba khuôn mặt nó suốt đời khó quên. Mau mau mang tiểu thiếu gia chạy đi. Phúc Thúc đã biến thân, giống người lại giống hồ ly, quát lớn một tiếng, bất chấp tất cả xông về phía ba người trước mặt đánh tới. Vũ nuôi ở bên cạnh Phương Tử Vũ rơi xuống một dòng lệ nóng. Phương Tử Vũ nhìn thấy rõ ánh mắt của Vũ nuôi, đó là ánh mắt bi thống, tuyệt vọng. Phất trần của đạo sĩ cuốn chặt lấy cổ của Phúc Thúc, kiếm của tên võ sĩ hung hăng đâm vào tim của Thúc ấy. Không! Ngay sau đó cảnh vật lại biến đổi. Vũ nuôi ôm chặt lấy chân của hòa thượng. Hòa thượng một trường vỗ nát đầu lâu của bà. Thất khiếu của bà máu tươi chảy ra ồ ạt. Cả khuôn mặt đầy máu. Vũ nuôi nhìn Phương Tử Vũ lần cuối. Đó là ánh mắt bi ai. Phương Tử Vũ ôm chặt lấy đầu, thống khổ hét lớn. Không! Chang chang đinh đinh, thanh âm trầm trĩ truyền đến. Khi nó tỉnh lại thì phát hiện ra bản thân đang ở trong chiến trường. Đó là chiến trường nó quen thuộc. Mấy vạn người đang vây quanh, mấy chục người hung hăng chém giết. Từ trong đó, nó nhìn thấy Từ Ngạo Thiên, cũng thấy được Thiết Huyết Kỵ. Từng thành viên Thiết Huyết Kỵ nằm trong vũng máu, bọn họ là anh hùng, mặc kệ trên người bị đâm bao nhiêu lỗ, chỉ cần bọn họ còn một hơi thở, thề cùng địch nhân huyết chiến đến cuối cùng. Phương Tử Vũ đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn bóp nát trái tim. Nó từ trước đến nay không xem Thiết Huyết Kỵ là đồng bọn. Ngoại trừ Từ Ngạo Thiên ra, tất cả mọi người đều là công cụ cho nó lợi dụng làm miếng lót trên con đường báo thù. Chính tại giây phút này, khi nó lặng lặng nhìn những người đã từng không phải là đồng đội, từng người một vì bảo vệ Từ Ngạo Thiên, dũng cảm quên mình xông lên phía trước, bị người ta giết hại, nó đột nhiên cảm thấy trái tim mình đau quá. Một cây trường mâu từ sau lưng Từ Ngạo Thiên lặng lẽ đâm tới. Nó không thể ngăn trở, trơ mắt nhìn mũi mâu xuyên qua ngực Từ Ngạo Thiên, mà Từ Ngạo Thiên thì nhìn nó, trên mặt lộ ra một nụ cười cay đắng. Thời gian dường như đã ngừng lại, tất cả được bảo trì nguyên dạng, tất cả những kẻ đang chém giết cũng giữ nguyên động tác của mình, không một ai di động. Phương Tử Vũ rõ ràng nghe thấy hàm răng của mình đang phát ra những tiếng ken két. Đột nhiên nó ngẩng cao đầu, ngửa mặt lên trời giống to. Ca ca! Đinh! Trong đầu dường như có vật gì đó bị vỡ tan. Một cỗ sóng khí rung trời từ trên người nó bắn ra. Một đầu tóc dài của nó trong nháy mắt trở nên trắng xóa. Hai tai biến vừa dài vừa nhọn, dựng thẳng đứng ở hai bên. Đầu tai so với đỉnh đầu thậm chí còn cao hơn. Hai mắt của nó biến thành màu xanh biếc, đồng tử kéo dài thành một đường. Móng tay của nó biến thành màu đỏ, hơn nữa nhọn nhọn, giống như 10 cái móng vuốt màu đỏ như máu vừa dài vừa nhọn. Đúng vào lúc này, trong cơ thể của Phương Tử Vũ, ba đoàn chân khí vốn bình hành, không xâm phạm lẫn nhau, trong nháy mắt dung hợp lại làm một. Ba cỗ chân khí trong nỗi đau vô danh biến thành một đoàn màu sắc hỗn độn, một cỗ yêu khí kinh thiên động địa từ trên người nó phát ra. Chuyển Luân Vương đang thẩm vấn âm hồn đột nhiên đứng thẳng người dậy, mà Đầu Trâu Mặt Ngựa và Phán Quan đứng ở bên cạnh ông ta cũng hiện ra vẻ sợ hãi. Bất luận là trong hay ngoài đại điện, tất cả tiểu quỷ đều đang run lẩy bẩy. Đại đa số đang sắp xếp âm hồn càng là quỳ rạp trên mặt đất không ngừng dập đầu. Ở một nơi trong hư không, một thân ảnh chậm chậm trôi nổi trong hư không, nhìn không ra người đó là nam hay là nữ, cũng không thấy rõ dung mạo của người đó, chỉ có tiếng thở dài chậm chậm vang lên. Là đúng hay là sai đây? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 15 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy đón xem diễn biến của câu chuyện trong tập 16 sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.